Đã bao giờ bạn cảm thấy rất dễ dàng để đi bất cứ nơi nào trong đêm muộn, hoặc đi từ sân bay đến nhà nghỉ của bạn bằng xe buýt, và trong mọi trường hợp không có cuộc bạo loạn nào như ở Việt Nam chưa? Đó là nhận xét của một vlogger người Pakistan tên là Bilabhai sau một tháng du lịch khắp Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đều biết, thế giới hiện nay đang vô cùng bất ổn khi chiến tranh bạo loạn xảy ra ở khắp mọi nơi. Gần đây nhất là nội chiến ở Myanmar, bạo loạn ở Anh và ở Bangladesh. Từ những sự tàn khốc của chiến tranh, những người Việt Nam sinh sống trong thời bình mới càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị quý báu mà hòa bình mang lại và thêm yêu quê hương Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa khi nghe những vlogger nước ngoài này nói về cuộc sống ở Việt Nam so với quê nhà của họ, thì chúng ta sẽ càng thấm thía bản thân mình đang có một cuộc sống thật sự tốt đẹp biết nhường nào. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe vlogger Pakistan này cảm thấy như thế nào sau khi khám phá Việt Nam trong một tháng nhé! Bilabhai đã dành một tháng để đi từ Nam ra Bắc, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Giang. Anh đã chia sẻ rất nhiều video quay lại hành trình của mình trên kênh YouTube Being a Traveler. Đây cũng là lần đầu tiên Bilabhai đến Việt Nam. Vậy ấn tượng đầu tiên của anh về Việt Nam so với khi kết thúc chuyến đi một tháng từ Nam ra Bắc như thế nào? Đầu tiên là ấn tượng của Bila khi vừa đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã lên một chiếc xe buýt ở sân bay và kinh ngạc khi giá vé rất rẻ, chỉ có 5.000 đồng. Và anh đã nói trong sự khó tin rằng: "Bây giờ tôi đang cho bạn xem cái nhìn đầu tiên về thành phố này. Ngay khi tôi rời khỏi sân bay, tôi nhận thấy có một hệ thống xe buýt và rất ấn tượng vì đó là một chiếc xe buýt rất tốt, kết nối với sân bay. Nó có điều hòa, rất sạch sẽ, nhìn đồng phục đúng quy chuẩn mà các nhân viên đang mặc ở đây. Và đó là một cảnh tượng rất ấn tượng. Ngay khi bạn rời khỏi xe buýt, bạn sẽ không cần phải đi xa. Thật không may khi cho đến bây giờ, vẫn chưa có tuyến xe buýt nào tốt tại sân bay Lahore của chúng tôi. Nhưng Việt Nam đã là một hệ thống xe buýt kết nối rất mạnh mẽ với sân bay. Islamabad và sân bay Lahore là nơi chúng tôi sử dụng nhiều, nhưng chúng tôi vẫn chưa có dịch vụ xe buýt ở đó. Nhìn xem, đây là một vé xe buýt chỉ có 5.000 Việt Nam đồng." Nhiều người Pakistan chưa từng đến Việt Nam trước đây. Vì vậy, cảm nhận của mọi người về Việt Nam là đây là một quốc gia rất nghèo, vì ở đây cũng đã có chiến tranh. Việt Nam và Mỹ đã từng chiến đấu ở đây, nhưng điều này đã là quá khứ. Và từ từ, dần dần, cả nước Việt Nam đang phát triển. Dù gì đi nữa thì các quốc gia đều đang tiến bộ. Nếu chúng tôi có một chính phủ tốt và lâu dài, thì có lẽ tình hình ở nước chúng tôi cũng sẽ tốt hơn. Từ cái nhìn đầu tiên, khi tôi ngắm nhìn khung cảnh kể từ khi tôi rời khỏi sân bay, tôi thấy nó rất đẹp, đường xá đẹp, nhiều công viên cây xanh và nhiều hàng cây xanh ven đường, và có những đài phun nước tuyệt vời. Ở đây bạn sẽ thấy hành vi của người dân, cảnh quan và những địa điểm du lịch đều thể hiện sự tiến bộ. Khi xuống xe buýt, tôi có thể thấy rất nhiều khách du lịch đang đi bộ. Một điều tốt ở đây là tổng thể mọi người đều nói tiếng Anh rất tốt, họ thậm chí còn nói tốt hơn ở Thái Lan. Đó là một số ấn tượng đầu tiên về Việt Nam, và sau đó anh chàng đã quay rất nhiều video về các thành phố khác của Việt Nam. Cuối cùng, sau khi kết thúc hành trình, anh đã đúc kết lại cảm nhận và trải nghiệm của mình khi ở Việt Nam trong một tháng bằng một video. Trong video này, chàng trai Pakistan đã chia sẻ rằng: "Bạn đã bao giờ cảm thấy rất dễ dàng để đi bất cứ nơi nào vào đêm muộn hoặc đi từ sân bay đến nhà nghỉ của bạn bằng xe buýt, và trong mọi trường hợp, không có cuộc bạo loạn nào trên toàn quốc như ở Việt Nam chưa? Tôi đã để ý thấy mức độ nghèo đói của người dân ở đây không nhiều. Hầu hết dân số đều ở trên mức nghèo đói và mọi người sống một cuộc sống cân bằng ở đây. Do đó tôi không hề thấy những kẻ móc túi. Nhưng trước khi đến, tôi chắc chắn đã nghe nói rằng có xảy ra tình trạng giật đồ và giật điện thoại di động. Tôi không biết đó là 5 năm trước hay bây giờ, nhưng tôi chưa từng thấy cảnh nào như vậy ở Việt Nam, trong khi tôi đi xe máy mọi lúc mọi nơi." Nói về cảnh quan của Việt Nam thì ít nhất bạn nên ở lại đây 10 ngày. Những nơi nổi bật nhất trong số đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Nếu bạn đến trong 10 ngày thì bạn chắc chắn nên ghé thăm 3 thành phố này. Một điều nữa là thông thường trước khi đến bất kỳ quốc gia nào, họ đều nghĩ xem quốc gia này có thân thiện với khách du lịch hay không. Tôi sẽ lấy Pakistan và Ai Cập làm ví dụ. Pakistan có thiên nhiên thô sơ và du lịch mạo hiểm. Không ai đến Pakistan cùng gia đình và trẻ em để nghỉ dưỡng cả. Tương tự như vậy, khi tôi đến Ai Cập, đó cũng không phải là một quốc gia thân thiện với khách du lịch. Những người như tôi là những người yêu thích phiêu lưu và thám hiểm. Đối với những bạn muốn du lịch trải nghiệm văn hóa, chắc chắn có một số quốc gia, và trong đó có Việt Nam. Một quốc gia rất phát triển và được quản lý rất tốt về mặt thân thiện với khách du lịch,
thân thiện với gia đình, thân thiện với khách ba lô. Khi tôi quay phim ở một số quốc gia, người dân địa phương và cảnh sát đôi khi sẽ rất thô lỗ và thậm chí làm phiền tôi, không cho tôi quay phim. Nhưng ở đây tôi có cảm giác giống với khi ở Trung Quốc. Mọi người đều rất thân thiện, họ hướng dẫn tôi rất nhiều. Nhưng có một điều này là Việt Nam đi trước Trung Quốc một bước. Là mọi người ở đây cũng biết tiếng Anh, họ là những người có học thức, những người trẻ tuổi, họ biết tiếng Anh rất tốt. Họ giao tiếp với người nước ngoài mà không quan tâm bạn là người Pakistan hay bạn là ai. Những người dân địa phương Việt Nam có học thức và những người bán hàng rong cũng nói được một chút tiếng Anh không chuẩn. Nói chung người Việt Nam rất thân thiện và hòa đồng, nhờ đó trải nghiệm thực tế của bạn sẽ tốt đẹp. Tiếp theo tôi sẽ nói về cảnh sát Việt Nam. Cảnh sát Việt Nam cũng rất chuyên nghiệp, rất thân thiện. Tổng cộng trong chuyến đi kéo dài 30 ngày trong một tháng của tôi đã bị cảnh sát chặn lại 3 hoặc 4 lần. Họ yêu cầu giấy phép quốc tế và tôi đã trình giấy phép của mình và tôi không bị giấy phạt. Và trong một tập phim, bạn cũng thấy, một trong những người bạn Ấn Độ đi cùng tôi không có giấy phép và anh ta cũng đã phải trả một khoản phí phạt rất lớn. Sau đó anh chàng Pakistan còn chia sẻ thêm những thông tin về việc đi lại bằng các phương tiện ở Việt Nam và cách tìm đồ ăn halal ở Việt Nam. Từ những chia sẻ có thể thấy, anh chàng người Pakistan này đã có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Vậy dân mạng Pakistan đã có những phản ứng như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Chuyến thăm Việt Nam của bạn là một giấc mơ đối với tôi. Thành phố Hồ Chí Minh trông giống như một thành phố phát triển. Xin khen ngợi người dân đã xây dựng một thành phố sạch đẹp trong thời gian ngắn như vậy. Đất nước này đã có chiến tranh với Mỹ, nhưng giờ đây trông giống như một thiên đường trong khi nước Mỹ đang xuống dốc. Anh ơi, đây là lần đầu tiên em xem vlog của anh. Em cũng đang sống ở Hà Nội. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp. Có thể nói đơn giản rằng Việt Nam là tình yêu. Anh có đề cập đến kinh tế. Xuất khẩu của Việt Nam năm ngoái là 330 tỷ USD. Về kinh tế, Việt Nam cũng tiến xa hơn đất nước của chúng ta rất nhiều. Bình yên cho các bạn, Việt Nam, nơi đã bị tàn phá trong cuộc chiến với Hoa Kỳ. Xin chào những người lãnh đạo Việt Nam, những người đã làm cho nó trở nên tươi đẹp và phát triển trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi ước gì những người lãnh đạo của chúng tôi cũng biết xấu hổ. Bạn đúng, nhận thức về Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ Việt Nam mà cả châu Phi trong block Abra. Thật không may, đất nước Pakistan thân yêu của chúng ta còn kém xa bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chúng ta là những người bẩn nhất, những người vứt rác ra đường phố. Mọi thành phố ở Việt Nam đều rất đẹp và phát triển. Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn trái ngược nhau, cả về cách sống, cách nghĩ và mọi thứ. Trung Quốc thích số lượng, Việt Nam thích chất lượng. Trung Quốc thích hình thức, Việt Nam thích nội dung. Những gì Trung Quốc cấm thì Việt Nam không cấm. Những gì Trung Quốc đã làm trong quá khứ với nhân dân của họ, với tôn giáo của họ, Việt Nam chưa từng làm dù chỉ một lần. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi thấy Việt Nam tươi đẹp. Việt Nam còn hơn cả mong đợi của tôi. Đánh giá 5 sao cho bạn và Việt Nam. Bila, những gì bạn đã cho thấy trong video này thật sự khiến tôi cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới mộng mơ. Tôi đến từ Ấn Độ, Kolkata và chồng tôi cũng rất thích xem những video của bạn. Tôi tự hỏi tại sao Ấn Độ không giống như những quốc gia này. Họ giành lại độc lập sau Ấn Độ rất lâu, nhưng họ phát triển tuyệt vời đến như vậy. Tôi không biết về đất nước của bạn, nhưng tôi thật sự mong ước rằng chúng tôi có thể đạt được một nửa những gì các quốc gia này đã làm được. Tuy nhiên, tôi cảm ơn rất nhiều vì đã cho chúng tôi thấy nơi không thể tin nổi này. Sun World, những lâu đài, Fantasy Park ở Đà Nẵng và tất cả mọi thứ. Nhưng mỗi lần tôi đều mong bạn sẽ hát vài câu bằng giọng hát tuyệt đẹp của bạn, Chúa phù hộ bạn. Anh đã nói hoàn toàn đúng, Bila Bhai. Đây thật sự là một nơi tuyệt vời và chúng tôi, những người Pakistan, vẫn đang mắc kẹt trong câu chuyện thủ tục hành chính. Giá như các nhà lãnh đạo Pakistan trong 70 năm qua đã xây dựng đất nước thay vì phá hoại nó. Dù sao đi nữa, chúng tôi đang rất tận hưởng việc cùng bạn khám phá Việt Nam. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong một thời gian ngắn như vậy, thật sự ấn tượng. Thật sự là một đất nước phát triển tốt hơn Pakistan trong thời gian rất ngắn sau chiến tranh. Không có gì nghi ngờ rằng những người lãnh đạo của chúng ta đã giữ chúng ta trong vòng luẩn quẩn của thủ tục hành chính, trong khi họ đã xây dựng Việt Nam cho chính mình, mà chúng ta chỉ là những người dân bình thường mà thôi. Tuyệt vời, tôi đang lướt, đột nhiên tôi xem video của bạn về Trung Quốc. Tôi đã xem thêm video của bạn và kinh ngạc khi thấy tất cả các quốc gia khác đều có diện tích xây dựng lớn và nhiều hơn thế nữa. Nhưng tôi nghĩ tôi nhận thấy tất cả mọi người ở đó đều thích cuộc sống của họ,
ngồi và ăn uống rất hối hả và nhộn nhịp. Còn ở đất nước chúng ta không có tiện nghi, ngay cả phụ nữ cũng không dám đi vòng quanh một mình, chứ đừng nói đến tận hưởng cuộc sống. Tất cả người Pakistan đang chịu áp lực. Phụ nữ ở nhà làm việc nhà và đàn ông lo lắng để đạt được điều gì đó cho gia đình, không có sự phát triển. Những người đàn ông bình thường không thể hạnh phúc, ngay cả nỗi lo lắng của họ thể hiện rõ trên khuôn mặt. Họ sẵn sàng đánh nhau và tranh cãi vì tất cả đều là vấn đề của xã hội hoặc hoàn cảnh. Tôi dần dần xem các vlog của bạn để giữ động lực cho thế hệ tương lai. Thật ấn tượng với vẻ đẹp và sự hiện đại của Việt Nam. Việt Nam là một đất nước thực sự xinh đẹp và tôi rất mong muốn đến đây nếu tôi có đủ nguồn lực. Thực sự rất ấn tượng. Những nước như chúng ta nên học hỏi từ Việt Nam cách kiếm tiền từ du lịch. Không biết bao giờ mới đến ngày mà những màn biểu diễn thu hút du lịch cũng có ở các điểm du lịch của Pakistan. Dù sao đi nữa, anh đã nỗ lực thật tuyệt vời. Trên đây là những ý kiến của dân mạng Pakistan. Các bạn thấy như thế nào về video này? Hãy comment bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.